đây rồi. Ở nhà anh từ đấy đi đi xe 30 phút, đi bộ 1 tiếng hay 1 tiếng rồi mà. Gần 2 tiếng rồi mà. Gần là sao? Gần 3 tiếng đấy nhỉ. Chắc thế. Ách là ở những chỗ khe suối này này. Ách là nó không ở chỗ suối to mà nó ở những khe suối như này. Không phải cái to cơ. Tất cả những khe suối nhỏ nhỏ nó ở đấy. Tối mình đi sau thì mới thấy được. Cái đèn thôi. Anh mang một cái rồi. Bên nhà. Ồ. Hôm trước mang một cái về rồi. Gió thổi cây cối, cây này ra quả đang ngon lắm này. Năm này những cây kia đấy, không phải cây cây kia, những cây vàng này cũng là quả vàng đây, cây lá vàng này đây. Cây này không có. Cây này có vẻ hồng rừng không nhỉ? Đây á. Hồng rừng hay sao nhỉ? Với có vẻ ra hoa của cái này. Cái hồng rừng anh thấy nhiều người tình hồng rừng mà. Đây, đây. Ờ nhờ cái này, đúng, này. Cái này đúng là cây hồng rừng thật. Hồng rừng có giá mà. Đây là hồng rừng thật, cái này về đào về đấy. Cái này tận dưới kia cũng có. Dưới kia không có đâu. Nhưng mà không biết hoa nó có đẹp không nhỉ? Anh cũng chưa thấy. Đấy quả đấy. Đây quả đấy đúng 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 kiểu quả hồng thật. Đúng lá hồng thật. Đi. Đấy. Hồng rừng thật này. Thì nhiều người cũng bảo nhưng mà mình ở không biết. Cái này này. Cái này là ra quả ngon này. À em biết rồi. Ừ, thấy quả như quả dâu tây. Đúng rồi, như quả dâu đấy. Ngon lắm. Mình phải tranh thử qua nhiều cảnh. Không có, không có nhiều đâu. Vài con ăn ngon lắm. Đúng rồi. Đây là tát suốt mà. Cái này loại cá này cắn rất dễ, cắn luôn rất dễ câu. Cái này là hồng rừng thì tuyệt nhỉ, hồng rừng có giá mà, hồng có mấy triệu để. Đấy anh cũng chưa thấy hoa. Không lấy gì về, đánh một gốc về nhỉ. Thung lũng, mênh mông. Đây này, đây gốc này to rồi. Đấy, gốc này to đây. Đây có cả cái sâm sâm rét. Sâm rét á. Nhà kia kìa. Đó. Nhà đấy à? Ừ, đây. Đây kia đúng không? Nhà mình ấy. Ừ. Sâm rét. Để không để thấy anh bảo. Cái này cũng có giá lắm. Cái này anh thấy cũng có. Đấy có sao. Đấy nhà đấy. Ừ. Mỗi một bộ anh ở đây. Coi như là người cô đơn nhất. Đây nó rộng, đất rộng. Đây, buổi sáng đẹp lắm đấy nhỉ. Đẹp á, mùa rét là còn là mỗi buổi sáng dậy á, cả trắng tinh cả sáng xóa hết luôn. Dạ? Đống ban hết, tuyết rơi đầy. Thế nào mùa rét lại phải đi xuống phát nữa. Nó mùa rét Tết mình lại ra xuống phát nữa nhỉ. Không anh, chỉ có hai con thôi. Chim nó có xả xuống dưới này không? Có. Cái bẫy đây ở máy. Có sâu thì mình dùng cái bẫy bẫy được hết mà. Còn đây lưới thì không bắt được. Thế thì
Nếu mà có dịp lần sau lên thì phải tải các cái nhạc để điện thoại đấy. Ừ. Nó hot đúng rồi. Chắc là chị ấy ra nhà đâu. Nhưng tải nhiều loại như chào màu nhưng mà mình tải kiểu con cái hot gọi được thôi. Ừ. Sẽ dễ tìm dễ xuống hơn. Cam. Cái này có chỗ nào này bấy bấy thôi. Ừ. Ừ. Bấy chín á? Vâng. Vâng, mình lên trên gần 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 rừng đấy bấy. Không, cây. Hả? Ừ. Họ đốt đấy để không vào nương tóm mèo họ mà. Đốt để phòng vệ. Tóm mèo đấy ạ? Ờ, tóm mèo không đấy, ở trồng đấy. Ủa anh có ở đây không? Của anh về nhà rồi, bỏ chắc tí mới ra. Hôm qua anh trai anh ở đây mà. Sáng nay về về xuống Nghĩa Lộ về đến chỗ mình ấy. Sáng nay đến chỗ nhà mình ấy. Đây mấy con ngựa. Ngựa hoang này, đẹp chưa? Nó quấy nữa, đi quấy con ngựa. Con ngựa, đây, đi quấy con ngựa này. Đi không không đến gần được nó mà. Thả hoang à? Thả hoang, thả hoang hết. Không thổ gì hết. Người đây chỉ để chơi thôi. Nhà lợn. Đây là nhà để ra lợn. Không có chó gì cả. Có, vẫn còn hai con vịt nhỉ. Hoàng Vũ còn mất hai con vịt. Hôm trước anh đây bạn anh bắt ra ba con nướng rồi. Mẹ đẹp mênh mông. Hoan sơ. Có anh gọi điện cho anh trai rồi.